Mọi người cắm hoa cùng với mình nhé. Hôm nay mẹ đi nhà xem nè. Hả? Kéo mưa nhưng mà bận đấy mẹ. Sao đó? Mẹ đi xe bị răng à? Hả? Mẹ đi xe bị răng à? Chưa có bị răng. Rác á? Không, hôm nay kéo mưa bận. Đi đủ lăn vắt lên đi.
xem TikTok ở đây rồi.